Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an thành phố Pleiku phát hiện tại 4 kho xưởng của Nguyễn Thái Học ở xã Chư Á, xã An Phú và phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, số lượng lớn thuốc trừ cỏ có dấu hiệu giả nhãn hiệu, tem nhãn. Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an xác định có hơn 4.800 hũ thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu với nhiều nhãn hiệu và 11 máy phục vụ sản xuất, đóng gói 107 bao nguyên liệu có trọng lượng hơn 2,6 tấn. Chai lọ cũng như tem nhãn là ở Sài Gòn hoặc ở Hà Nội về, nguyên liệu ngoài Hà Nội vào, rồi em thuê làm để bán. Vì em nhập thuốc cỏ là vì không đúng. Tại đây là cái hàng đã bị cấm sử dụng trên thị trường Việt Nam 5 năm rồi. Vì lợi nhuận nên em đã có nhập về để bán kiếm lời. Được biết, sau khi các sản phẩm thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu giả nhãn hiệu trên đóng gói xong, đối tượng Học sẽ móc nối với một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh Gia Lai để tiêu thụ. Các đối tượng còn đang bán trên các trang mạng xã hội, thuê người đến các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật để chào mời, bán sỉ, đồng thời vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Ông Học mới đưa nguyên liệu về cho em là tổng là khối lượng thì ông ấy nói là nhận tất cái lô hàng đó là khoảng 10 triệu, đó là trả tiền công 10 triệu, là về là kiếm thêm người làm, đó là em mới nhận về nhà là ông cho người chở xuống để làm, đó còn chở xuống thành 4-5 đợt gì đó thì em cũng không thể nhớ rõ hết được, đó nhưng mà tổng là chở xuống đó là em mới nhờ thêm là kêu thêm con bé gần nhà với một đứa em nữa là đứa con trai thằng cu đó là làm, là em là chịu trách nhiệm dán tem, đó còn là hai đứa kia chịu trách nhiệm là bỏ vào trong nguyên liệu vào trong hũ, đóng nắp và đóng thùng. Qua đấu tranh, đối tượng Học khai nhận sau khi liên lạc mua nguyên liệu nhãn bắc ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về các kho ở thành phố Pleiku, thuê người pha trộn, đóng gói, dán nhãn bắc. Trong đó, đối tượng Đàm Viết Hoàng đã pha trộn, đóng gói được 20.000 hũ thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu. Đối tượng là không có thời gian cố định về để mà sản xuất, thường sản xuất ở những cái địa điểm vắng người qua lại, và thời gian sản xuất là chủ yếu là cái giờ ngoài giờ hành chính và thời chủ yếu là hoạt động vào ban đêm. Thì các đối tượng là thuê người ở các tỉnh Đồng Nai, Long An và thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp là lên mẫu các tem nhãn của thuốc bảo vệ thực vật giả các công ty, sau đó là in ấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong các nội dung để gửi hàng tem nhãn về thành phố Pleiku thì các đối tượng không sử dụng tên chính và số điện thoại ảo để chuyển hàng về. Chủ yếu là khi về đến nơi thì các đối tượng mới nhờ người để đi nhận các tem nhãn, sau đó là đưa về kho bãi để bắt đầu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành giám định tất cả các sản phẩm liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.